Tại dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An là đơn vị thi công cầu Kỳ Lộ. Trước thông tin nhà thầu này ngừng thi công một số gói thầu tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động trên công trường, đồng thời cũng khẳng định nếu có tình trạng trì trệ sẽ sẵn sàng thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ cho toàn bộ dự án. Cầu Kỳ Lộ là cây cầu có quy mô lớn nhất của toàn bộ dự án cao tốc Bắc Nam. Cầu có 38 mố nhịp với tổng số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Hạng mục này được chủ đầu tư tổ chức thi công liên tục từ khi khởi công đến nay. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An tham gia thi công từ trụ T9 đến T26. Sau khi ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Thuận An bị bắt, ban điều hành gói thầu và các đơn vị liên quan thường xuyên có mặt tại công trường, động viên 150 công nhân và kỹ sư tiếp tục làm việc. Nói chung xảy ra sự cố thì cũng có một chút lo lắng nhé. Tất nhiên phải có lo lắng rồi. Nhưng mà lãnh đạo thì cũng có sự động viên nên anh em cũng an tâm. Nói chung an tâm làm việc. Tổng thể gói thầu 13X cao tốc Bắc Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh hiện nay đã đạt tiến độ với khối lượng thi công đạt 28%. Riêng khu vực cầu Kỳ Lộ do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thi công đã đạt 32% khối lượng xây lắp. Nhà thầu Thuận An thi công từ trụ T9 cho đến trụ T26. Và hiện tại thì ở thời điểm này thì tất cả 4 mũi của công ty đang thi công rất là rầm rộ, rất là tốt. Để tư vấn giám sát, chủ tư cũng đặc biệt quan tâm và hỗ trợ và đỡ cho nhà thầu. Ban quản lý dự án 85, chủ đầu tư dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh khẳng định hoạt động thi công trên công trường cao tốc Bắc Nam, khu vực cầu Kỳ Lộ vẫn diễn ra bình thường. Phía công ty cổ phần tập đoàn Thuận An đã có người được ủy quyền để xử lý các công việc. Chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà thầu. Nếu có tình trạng đình trệ, sẽ sẵn sàng thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ cho dự án.